Thùy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả của FVN News. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya kỳ này, xin gửi tới quý vị một sáng tác của tác giả Thanh Ngọc có tựa đề Già Cát Lượng biết trước nhà Hán sẽ diệt vong, vì sao vẫn xuống núi phò tá Lưu Bị. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Tiên sinh náu tiếng trốn sơn lâm, hiền chúa ân cần muốn tới thăm. Cá đến Nam Dương rào nước quẫy, rồng bay Tây Thục đổ mưa rầm. Sụt sùi giọt ngọc trao con đỏ, gắng gọi lòng son trà nghĩa thâm. Hai biểu xuất sư còn để lại, khiến người coi thấy lệ đầm đầm. Thời Tam Quốc, Lưu Bị vì muốn mời Gia Cát Lượng xuất sơn phò tá mà đã ba lần viếng thăm Liều Cỏ, lưu lại một điền cố sáng rỡ muôn đời. Nhiều người cho rằng Gia Cát Lượng xuống núi là để thỏa chí dẹp loạn yên dân, khuông vò nhà Hán. Sau này, ông 6 lần mang quân ra Kỳ Sơn phạt ngụy, cuối cùng bệnh chết ở Gò Ngũ Trượng khi chí nguyện chưa thành, ôm nỗi tiếc hận thấu trời xanh. Bài viết này xin mạn phép đưa ra một góc nhìn khác, một cách lý giải khác về lý do xuất sơn của Gia Cát Lượng. Đây chỉ là thiền ngộ của bản thân người viết, mong được độc giả gần xa góp ý thảo luận. Trong lần đầu tương ngộ giữa Lưu Bị và Gia Cát Lượng, là Quán Trung miêu tả dung mạo của Khổng Minh như sau. Huyền Đức thấy Khổng Minh mình cao 8 thước, mặt đẹp như ngọc, đầu đội khăn lượt, mình mặc áo cánh hạc, hình dáng thanh thoát như tiên. Tư Mã Huy từng nói, Khổng Minh có thể so sánh với Khương Tử Nha làm nên cơ nghiệp 800 năm của nhà Chu, và Trương Tử Phòng làm nên cơ nghiệp 400 năm của nhà Hán. Trong lịch sử, Khương Tử Nha và Trương Tử Phòng đều là những người tu đạo. Trước khi gặp Chu Văn Vương, Khương Tử Nha đã có 40 năm tu đạo. Trương Lương 3 lần nhặt giày ở Cầu Dĩ, được Hoàng Thái Công truyền đạo, có thể làm thầy đế vương. Qua diện mạo thoát tục của Khổng Minh, không khó đoán rằng ông cũng là một người tu đạo. Tu đạo ấy không phải là phẽ bùa niệm chú, bói toán xem phong thủy, vài tiểu năng tiểu thuật mà người đời biết đến, cũng hoàn toàn khác với cái gọi là nghiên cứu kinh thư của người hiện đại. Nó không hạn cuộc trong việc tích lũy tri thức, mà nhấn mạnh vào tu tâm dưỡng tính, thanh tâm quả dục, đạt đến cảnh giới vô phi thanh tịnh. Như trong Giới Tử Thư gửi con trai Gia Cát Chiêm, Gia Cát Lượng viết: Phẩm hạnh của người tài đức song toàn là dựa vào nội tâm an tĩnh, tinh lực tập trung để tu dưỡng thân tâm, dựa vào tác phong cần kiệm chất phác để bồi dưỡng đức hạnh. Không coi nhẹ danh lợi thế tục thì không thể sáng tỏ chí hướng của mình. Khi tâm trong sáng thì trí huệ khai mở, xuất hiện những khả năng siêu việt người thường. Khổng Minh trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, chưa ra khỏi liều tranh đã nhìn thấy trước thế thiên hạ chia ba. Thiên văn ở đây không phải là thiên văn học ngày nay hoặc là dự báo thời tiết. Những người tu đạo trong quá khứ đều biết dùng dịch lý để giải thích và quan sát thiên tượng, nhìn sự chuyển vần của mặt trời, mặt trăng và các vì sao mà biết được từ số phận con người cho đến hưng phong của triều đại. Một số người tu đạo còn có công năng túc mệnh thông, nghĩa là có thể trực tiếp nhìn thấu quá khứ và tương lai. Những người bạn của Gia Cát Lượng dường như cũng đều là bậc chân nhân ẩn mình, đều biết trước khí số nhà Hán sắp suy vong. Tư Mã Huy than rằng, Ngoạn Long tuy gặp chủ nhưng không gặp thời, tiếc lắm thay. Còn Thôi Châu Bình cũng nói với Huyền Đức rằng, tướng quân muốn khiến Khổng Minh chuyển xoay trời đất, chắp phá càn khôn, tôi e khó lắm,
chỉ uống hơi sức mà thôi. Tướng quân chẳng nghe người ta nói, thuận trời thì an nhàn, trái trời thì vất vả. Số trời đã định thì không chống lại được hay sao? Gia Cát Lượng trong lịch sử quả thực là người có khả năng tiên tri. Ông để lại bộ dự ngôn nổi tiếng tên là Mã Tiền Khóa, nghĩa là quẻ bói gieo trước ngựa. Bắt đầu từ thời Thục Hán, một mạch đến Trung Hoa Dân Quốc và cả về sau, phi thường chuẩn xác. Trong khóa đầu tiên của Mã Tiền Khóa, Gia Cát Lượng nói: Vô lực hồi thiên, cúc cung tận tụy, âm cư dương phất, bát thiên nữ quỷ. Tạm dịch là: Không sức đổi trời, còng mình gắng sức, âm tồn dương phất, 8000 nữ quỷ. Chữ bát thêm chữ thiên, chữ nữ rồi thêm chữ quỷ, hợp thành một chữ Ngụy. Chính là nói Thục Hán cuối cùng bị nước Ngụy tiêu diệt. Gia Cát Lượng sớm đã biết khí số nhà Hán đã hết, chí nguyện phục hưng nhà Hán của Lưu Bị là không thể thực hiện được. Vậy sao ông vẫn quyết định xuống núi phò tá? Tác giả Minh Áo có thơ rằng: Chi kỳ bất khả hoàn thị phi, diễn thành trung nghĩa vạn cổ thùy. Thị phi thành bại não hậu sự, bi khổ tân toan tố giữ thùy. Tạm dịch: Biết rằng không thể vẫn cứ đi, diễn vai trung nghĩa mãi khắc ghi. Thị phi thành bại còn đâu nữa, buồn đau chua xót tỏ cùng mi. Người xưa có câu: Không thành công cũng thành nhân. Gia Cát Lượng dẫu biết trước sự nghiệp phục hưng nhà Hán là không thể thành công, nhưng ông quyết định vẫn phò tá Lưu Bị để thành nhân, lưu lại một tấm gương lịch sử trung nghĩa, cúc cung tận tụy, một quân sư tài trí trùm đời, một thừa tướng yêu sân như con. Sau khi Gia Cát Lượng mất, toàn dân Thục Hán rất đỗi thương tiếc, trăm họ tế cúng trong ngõ, người nhung si tế cúng ngoài đồng nội. Tình hình này kéo dài suốt mấy chục năm không thôi. Tôn Tiền Đời Nhà Đường ghi rằng: Gia Cát Vũ Hầu đã mất 500 năm, nhân dân từ Lưỡng Hán đến nay vẫn ca tụng sự tích, lập miếu và tế tự ở nhiều nơi. Ông đã để lại sự thương nhớ của mọi người mãi mãi khắc sâu như thế. Lịch sử như bánh xe xoay chuyển, hết triều đại này đến triều đại khác nối tiếp nhau, như một vở diễn lớn, màn này khép lại, màn khác lại mở ra. Ví như nhà Thục Hán có thể thu phục Trung Nguyên kéo dài bao nhiêu đời nữa thì cũng tới lúc phải hạ màn. Cái thành công mà người đời thường rất coi trọng ấy đặt vào dòng chảy cuồn cuộn của thời gian bỗng trở nên thật lẻ loi, vô nghĩa biết bao. Lâm Sang Tiên của Dương Thận thơ rằng: Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng. Thịnh suy thành bại theo dòng nước, sừng sững cơ đồ bỗng tay không. Núi xanh nguyên vẻ cũ, bao độ ánh chiều hồng. Bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi, vốn đã quen gió mát trăng trong. Một vò rượu nếp vui bạn cũ, chuyện đời tan trong chén rượu nồng. Từ Mã Huy, Thôi Châu Bình biết số trời đã định, chọn sống một đời ẩn dật, bạn cùng vượn hạc, vui thú non sông. Gia Cát Lượng cũng biết số trời đã định, nhưng chọn nhọc tấm thân trốn hồng trần, chỉ để diễn một vở kịch thổn thức ngàn năm. Tài kinh bang tế thế, mưu xuất quỷ nhập thần, nhưng 6 lần mang quân ra Kỳ Sơn đều thất bại, để nhắn nhủ với người đời sau rằng: Ý trời khó cưỡng,
con người phải hành sự thuận theo thiên ý. Khi Sa Cát Võ Hầu tạ thế ở Gò Ngũ Trưởng, người nước Thục đau đớn rơi lệ. Người đời sau đọc đến đoạn ấy cũng ngậm ngùi xót xa. Nhưng biết đâu, bản thân Sa Cát Khổng Minh lại mãn nguyện vì vai diễn lịch sử đã hoàn thành. Sinh mệnh trải qua luân hồi chuyển thế, nào ai hay hôm nay Khổng Minh đang ở giữa chúng ta, đang hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh lịch sử của mình. Ông hẳn đã sớm biết bản thân mình vô lực hồi thiên, nhưng trong tương lai sẽ có thánh nhân xuất thế, cứu họa cứu nạn, truyền đại pháp, mở ra kỷ nguyên mới, như trong sự ngôn Mã Tiền Khóa mà ông đã lưu lại cho đời sau. Chương trình đọc truyện đêm khuya kỳ này đến đây là kết thúc. Thùy Linh xin kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và có giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.